Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc nâng mức phản ứng khẩn cấp về kiểm soát bão lụt lên cấp 3 khi mà bão đang tiến gần khu vực ven biển phía đông của nước này. Cơn bão thứ hai tại Trung Quốc trong năm nay dự kiến đồng bộ vào các khu vực ven biển phía bắc tỉnh Chiết Giang và phía bắc tỉnh Phúc Kiến. Bộ Chỉ huy Phòng chống bão lụt và Cứu trợ Trung Quốc đã cử đội công tác đến Chiết Giang và Thượng Hải để hỗ trợ, hướng dẫn công tác phòng chống và ứng phó với bão. Chính quyền địa phương cũng cảnh báo các tàu thuyền nên quay trở lại các cảng để trú ẩn và các điểm du lịch trong khu vực bị ảnh hưởng nên dừng hoạt động. Trước đó, 5 ngày vừa qua, tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc vừa phải hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục nghìn năm có một, gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 33 người thiệt mạng và 3 triệu người đã bị ảnh hưởng. Sau nhiều ngày mưa lớn, đêm qua và sáng nay, hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam miền Trung của Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ. Các ngôi làng gần đó đã bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Gần 30.000 người tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã được di rời khẩn cấp, được ví như ngàn năm có một. Đợt mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng trong 3 ngày vừa qua tại tỉnh Hà Nam đã gây ngập lụt lở đất, làm sập nhiều tòa nhà và đường xá, đẩy cuộc sống của nhiều người vào cảnh điêu đứng. Hiện lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn đang phải khẩn trương tìm kiếm và nỗ lực khắc phục những hậu quả sau cơn lũ. Thưa quý vị, ngày hôm qua, các nhà chức trách Trung Quốc đã đóng cửa các hải cảng và tạm dừng hoạt động đường sắt tại khu vực miền Đông nhằm ứng phó với bão số 2 trong bối cảnh nhiều nơi tại nước này đang nỗ lực khôi phục sau trận lũ lụt nghiêm trọng hồi đầu tuần trước. Dự kiến bão số 2 sẽ đổ bộ vào hai tỉnh Duyên Hải, Biển Đông, Chiết Giang vào tối ngày kia. Các nhà chức trách Trung Quốc một ngày trước đó đã nâng mức ứng phó khẩn cấp bão lũ từ mức 4 lên mức 3, đồng thời hủy hơn 100 chuyến tàu trên khắp khu vực phía đông. Trước đó, thảm họa lũ lụt kinh hoàng do mưa lớn tại tỉnh Hà Nam miền Trung của Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với ít nhất là hơn 50 người thiệt mạng và tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, buộc hơn 37.000 người phải sơ tán. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tại tỉnh này trong hơn 50 năm qua. Trung Quốc nhân chứng kể khoảnh khắc lũ nhấn chìm hàng loạt ô tô ở hầm Tử Thần. Nước lũ ập đến làm ngập hầm đường bộ dài 2 km ở Trịnh Châu, Trung Quốc chỉ trong vòng 5 phút nhấn chìm hàng trăm ô tô. Đội cứu hộ vẫn ra sức hút nước và nạo vét bùn tại hầm Yangang. Hầm đường bộ dài 2 km bị lũ nhấn chìm trong đợt mưa lũ lịch sử tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, đường hầm này đã bị lũ dâng ngập chỉ trong vòng 5 phút nhấn chìm hàng trăm ô tô. Một nhân viên cứu hộ cho biết, tại một số đoạn trong đường hầm này vẫn ngập sâu đến 2 mét, một số phương tiện đã được giải cứu nhưng nhiều phương tiện vẫn nằm lại dưới đáy hầm. Đường hầm chạy qua khu dân cư đông đúc này vốn thường xuyên xảy ra tắc nghẽn giao thông và còn tồi tệ hơn trong mùa mưa. Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông tên là Hou Kencha đã kể lại khoảnh khắc nước lũ đã bắt đầu đổ về hầm Yangwang và ông đã nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài. Ông cho biết lúc đó đường hầm bị tắc nghẽn giao thông suốt 1 giờ đồng hồ. Sau đó ông phát hiện nước bắt đầu dâng ngập qua bánh xe. Chỉ trong vòng 5 phút, nước dâng rất nhanh, ngập đến ngang thân xe. Ông Hou kể lại với Global Times. Từng chứng kiến trận lũ kinh hoàng năm 2012 ở Bắc Kinh, ông Hou nghĩ rằng ông và những người tài xế khác mắc kẹt trong đường hầm cần phải nhanh chóng thoát ra ngoài nếu không muốn bỏ mạng lại nơi này. Ông lập tức ra khỏi xe và cũng cảnh báo các tài xế khác bỏ lại xe để thoát ra ngoài. Tôi nhảy ra khỏi xe, đập các cửa xe xung quanh và thuyết phục hàng chục tài xế khác thoát ra ngoài. Khi chúng tôi rời đường hầm khoảng 20 phút sau, nước đã ngập đến nóc xe. Chúng tôi gần như không còn thấy xe của mình nữa, ông Hou kể. Trong một đoạn video khác chia sẻ trên mạng xã hội, một lính đặc nhiệm về hưu có tên là Gang Yeon Kui đã lao vào dòng nước đục ngầu ở đường hầm và cứu 5 người bị mắc kẹt bên trong. Các video khác lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua cho thấy hàng trăm ô tô chất đống dọc đường hầm Yiwang. Giới chức địa phương hiện chưa công bố số người đã qua đời trong hầm Yiwang.
Nhưng thông tin The Paper dẫn một lời quan chức giấu tên cho biết, đội cứu hộ đã kiểm tra tất cả các ô tô bị mắc kẹt trong đường hầm và phát hiện 4 thi thể. Nhiều người lo ngại hàng chục người có thể đã thiệt mạng trong đường hầm ngập nước này bởi nhiều gia đình vẫn đang đăng tin tìm kiếm người nhà mất tích sau trận lũ. Thành phố Trịnh Châu vừa trải qua một đợt mưa lũ lịch sử với lượng mưa 3 ngày tương đương lượng mưa trung bình của cả năm. Theo truyền thông địa phương, đến nay ít nhất 58 người đã không qua khỏi, 5 người mất tích trong trận mưa lũ ở tỉnh Hà Nam. Trong số những nạn nhân không qua khỏi, có 12 hành khách không qua khỏi trong toa tàu điện ngầm ngập nước ở Trịnh Châu. Ngoài ra, đợt mưa lũ này cũng gây thiệt hại vật chất ước tính lên đến 12,7 tỷ đô la Mỹ. Thưa các bạn, lũ lụt đang diễn ra rất nghiêm trọng tại Trung Quốc. Theo thống kê sơ bộ, tổng cộng có hơn 1,24 triệu người ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mưa lớn. 160.000 người đã phải sơ tán, trong khi ít nhất 25 người không qua khỏi. Tại thành phố Trịnh Châu hiện có 7 người khác vẫn đang mất tích, 12 người đã không qua khỏi và 5 người khác bị thương khi nước lũ nhấn chìm một chuyến tàu điện ngầm. Khi các phóng viên đến hôm thứ Tư, ga tàu phía đông Trịnh Châu vẫn bị tê liệt, chìm trong bùn và nước. Nhiều hành khách bị mắc kẹt và đã được đưa đến nơi an toàn. Xe hơi vẫn chất đống trên các con phố và hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Một phần bệnh viện Đại học Trịnh Châu vẫn bị mất điện. Khoảng 600 bệnh nhân nặng đã được chuyển đến các cơ sở khác khi nước lũ tràn ngập tầng 1 của bệnh viện vào tối thứ Ba. Giao thông rơi vào trạng thái tê liệt khi nhiều dịch vụ đường sắt và xe buýt bị hoãn, nhiều tuyến đường cao tốc bị đóng, hàng loạt chuyến bay bị hủy trong lúc đường xá tại hàng chục thành phố bị tàn phá nặng nề. Hàng chục hồ chứa và đập trên địa bàn Hà Nam đã vượt mức cảnh báo, giữa lúc mưa lũ được dự báo tiếp diễn trên khắp tỉnh này trong 3 ngày tới. Tại thành phố Lạc Dương, phía tây của Trịnh Châu, giới chức địa phương cho biết mưa lớn đã gây ra một vết nứt dài 20 mét tại đê Gia Tan và con đê này có thể vỡ bất cứ lúc nào. Các chuyên gia khí tượng cho biết cơn bão đang càn quét phía nam Trung Quốc cũng như địa hình nhiều đồi núi ở Hà Nam có thể là nguyên nhân chính khiến mưa lớn bất thường. Ở cùng nghĩa, mưa lớn, lũ lụt, lở đất đã phá hủy nhiều tòa nhà và đường xá. Ít nhất 6 cư dân cùng nghĩa đã không qua khỏi tính đến chiều thứ Tư. Việc khôi phục hệ thống điện và đường dây điện thoại còn gặp nhiều khó khăn. Tại 10 đài quan sát khí tượng quốc gia ở tỉnh Hà Nam đã phá vỡ kỷ lục khí tượng lịch sử. Riêng tại thành phố Trịnh Châu, lượng mưa được đánh giá là cao nhất trong vòng 60 năm trở lại đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư yêu cầu các cấp chính quyền phải ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Ông Tập cho biết quân đội và cảnh sát Trung Quốc đang tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Thông tin từ báo chí, hàng ngàn lính cứu hỏa và binh sĩ đã được điều động đến Trịnh Châu để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sau khi giới chức Trịnh Châu, nơi sinh sống của hơn 12 triệu người, cho biết đây là đợt mưa lớn nhất kể từ khi họ bắt đầu lưu trữ dữ liệu cách đây 60 năm. Trong vòng 3 ngày, thành phố này ghi nhận lượng mưa tương đương lượng mưa trung bình của cả năm. Hà Nam đã hứng bão kể từ cuối tuần vừa rồi trong một mùa mưa lớn bất thường, khiến nước sông tràn bờ, đường xá ngập lụt ở hàng chục thành phố và làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hàng triệu cư dân. Một số nhà khí tượng học nhận định sự biến đổi khí hậu đã khiến thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc gánh chịu lũ lụt nghìn năm có một. Đợt lũ lần này đã gióng hồi chuông cảnh báo đối với Trung Quốc khi tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra tại đây. Ông Li Su, một nhà phân tích khí hậu thuộc tổ chức Greenpeace, nói với báo chí quốc tế. Trong khi đó, giám đốc đài quan sát trái đất của Singapore, chuyên gia Benjamin Houghton, nhận định rằng sự ấm lên toàn cầu đã khiến bầu khí quyển của trái đất giữ nhiều độ ẩm hơn, từ đó gây ra những trận mưa như chút nước. Ngoài ra, việc thành phố Trịnh Châu nằm bên lưu vực sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc, cũng khiến công tác phòng chống lũ lụt tại đây gặp nhiều khó khăn. Cho dù chính quyền đã xây dựng rất nhiều đập và hồ chứa nước, nhưng chỉ cần mưa lớn kéo dài xuất hiện thì các con đập này cũng không đủ khả năng ngăn nước lũ. Thống kê sơ bộ từ giới truyền thông Trung Quốc cho biết hơn 1,24 triệu người sinh sống tại tỉnh Hà Nam của nước này bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ít nhất 25 người không qua khỏi và 7 người khác mất tích. Tổng thống Putin chia buồn với ông Tập Cận Bình về thiên tai, lũ lụt ở Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ chia buồn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì hậu quả thảm khốc của lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Hà Nam. Dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin, Vladimir Putin đã gửi một bức điện tới Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, trong đó bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về những hậu quả thương tâm của lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Hà Nam.
Tổng thống Liên bang Nga đã gửi những lời cảm thông chân thành đến những người mất người thân do hậu quả của thảm họa này, đồng thời chúc tất cả các nạn nhân nhanh chóng hồi phục, thông điệp viết. Nhà khoa học đưa ra cảnh báo về những trận lũ lụt quy mô lớn. Nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA cảnh báo lũ lụt thảm khốc trên trái đất có thể bắt đầu sớm hơn nhiều so với dự báo. Báo chí Đức đưa tin, các nhà nghiên cứu không chỉ trích dẫn lý do là sự nóng lên toàn cầu. Theo quan điểm của họ, sự dao động của quỹ đạo mặt trăng ảnh hưởng đến sự lên xuống và dòng chảy của trái đất cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong tương lai, nước biển dâng sẽ trở thành vấn đề sống còn của nhiều vùng ven biển. Theo dự báo, vào năm 2100, mực nước biển có thể dâng cao hơn 1 mét, trong khi nghiên cứu của NASA cảnh báo lũ lụt thảm khốc có thể bắt đầu sớm hơn nhiều thập kỷ vào những năm 2030. Theo ông Ben Hamilton, gần nhà khoa học của NASA, trong những thập kỷ tới khi mực nước biển tiếp tục tăng do sự nóng lên toàn cầu, sau đó là các nguyên nhân tự nhiên gây ra sự biến đổi đại dương, tức là nguyên nhân của sự gia tăng tự nhiên và mực nước biển giảm xuống sẽ làm ngập các vùng ven biển. Chúng tôi nhận thấy rằng trong những thập kỷ tới, đặc biệt là trong những năm 2030-2040, sự gia tăng tần suất lũ lụt ven biển sẽ trở nên thực sự đáng kể. Chúng ta sẽ chứng kiến những trận lũ lụt ở quy mô mới mà con người sẽ phải sống chung. Chúng ta sẽ phải thích nghi và phải đương đầu với những trận lũ để có cuộc sống bình thường, ông Hamilton nói. Yếu tố quyết định là sự gia tăng mực nước biển trong thời gian dài do hiện tượng ấm lên toàn cầu kết hợp với cái gọi là chu kỳ thiên văn. Ông Hamilton cho rằng trong bối cảnh này chúng ta thấy mực nước biển dâng cao trong thời gian dài liên quan đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nhưng khi xem xét các yếu tố khác gây ra sự thay đổi mực nước biển, chúng tôi đã tập trung vào chu kỳ thiên văn, chủ yếu liên quan đến hướng và vị trí của mặt trăng so với mặt đất. Sự dao động của quỹ đạo mặt trăng theo chu kỳ nhịp nhàng kéo dài khoảng 20 năm khiến thủy triều tăng và giảm. Do đó, chúng tôi nhận thấy tác động này kết hợp với sự gia tăng cơ bản của mực nước biển sẽ gây ra lũ lụt trong khoảng thời gian từ năm 2030 đến năm 2040, ông Hamilton cho biết. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà quy hoạch đô thị. Tôi nghĩ rằng nghiên cứu của chúng tôi có tác động rất lớn vì đã làm thay đổi một nhận thức về tác động của mực nước biển. Chúng tôi thấy rằng có những nơi mà những hiệu ứng này được cảm nhận. Chúng bắt đầu được cảm nhận ngay cả khi điều này chưa từng thấy trước đó. Thông tin này thực sự quan trọng đối với các nhà quy hoạch thành phố, nhà khoa học NASA nhận định. Trước đó, vào năm 2019, Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia ghi nhận hơn 600 trận lũ lụt do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học dự kiến sẽ tăng gấp 3-4 lần con số đó vào giữa những năm 2030 vì mực nước biển sẽ còn dâng cao hơn trong thời kỳ tới. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!